Manchester City chính thức hoàn tất bản hợp đồng với sao trẻ người Argentina Maximo Perone từ Valencia. Trong khi đó, Barcelona đang muốn tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa với việc hỏi mượn tiền vệ hàng đầu của Inter Milan. Chào mừng các bạn trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân News ngày 22 tháng 1. Đây sẽ là nơi tôi và các bạn cùng nhau điểm qua những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý trong phiên chợ đông này. Liệu đâu là những bản hợp đồng chất lượng được các câu lạc bộ quan tâm và chú ý tới? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Và giờ là những bản tin chính. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa cập nhật thông tin chuyển nhượng đáng chú ý khi ký giả người Italia đã dùng cụm từ "Here we go" xác nhận Danjuma sẽ quay lại sân chơi cao nhất nước Anh trong màu áo của Everton từ Villarreal. Romano cho biết đây là bản hợp đồng cho mượn đơn thuần và không có tùy chọn mua đất. Năm 2019, Danjuma từng có thời gian chơi tại ngoại hạng Anh khi cập bến Bournemouth từ câu lạc bộ Club Brugge với giá 16 triệu euro. Nhưng cầu thủ này không ghi nổi một bàn ở mùa giải 2019-2020 và là nguyên nhân lớn khiến Bournemouth phải xuống hạng. Dẫu vậy, từ khi chuyển tới Villarreal, Danjuma đã trở thành trụ cột trên hàng công của tàu ngầm vàng. Tiền đạo này sở hữu nhiều tố chất đủ khiến các đội bóng phải thèm muốn. Tốc độ, sự lắt léo, sức sáng tạo và luôn sẵn sàng đưa ra những quyết định táo bạo. Đây hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng và rất cần thiết cho Everton trong bối cảnh câu lạc bộ này cần thêm những chiến thắng để trụ lại ở giải đấu cao nhất nước Anh. Theo Fabrizio Romano, Manchester City đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tài năng người Argentina Maximo Perone. Bản hợp đồng sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2028. Thần đồng người Argentina được phát hiện bởi Gareth Hendler trước khi được đôn lên đội 1 của Vélez. Perone là một tiền vệ phòng ngự và từng đeo băng đội trưởng của Vélez. Cầu thủ 20 tuổi từng giúp Vélez lọt vào vòng bán kết Copa Libertadores, chỉ bị đánh bại bởi nhà vô địch Trung Quốc là Flamengo. Nói về Perone, đây là tiền vệ tài năng mới nổi của xứ Tango. Chỉ mới 19 tuổi nhưng Perone đã giành suất đá chính ở đội 1 Valencia. Sao mai xứ Tango được so sánh với Frankie de Jong của Barcelona nhờ khả năng lùi sâu liên kết các tuyến. Cầu thủ tuổi teen này cũng đã được liên kết với Wolves, nhưng Man City mới là câu lạc bộ thuyết phục thành công Perone. Cổ động viên Man City đang hy vọng đội nhà tiếp tục có thêm được tài năng trẻ xuất sắc từ Argentina sau trường hợp của Julian Alvarez. Barcelona đang chứng kiến nhiều thay đổi lớn nơi hàng tiền vệ. Đội trưởng Sergio Busquets sau khoảng thời gian dài khoác áo đội chủ sân Camp Nou đã quyết định chia tay câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Trong khi đó, tân binh Frank Kessié lại không đáp ứng được kỳ vọng và đứng trước khả năng chia tay đại diện xứ Catalonia. Do đó, ban lãnh đạo Blaugrana đang tích cực tìm kiếm những phương án thay thế nơi tuyến giữa. Theo nguồn tin của trang Mundo Deportivo, Barcelona đang có dự định hỏi mượn tiền vệ Marcelo Brozovic ngay trong tháng 1 kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải. Với khả năng quan sát và giữ nhịp trận đấu thượng thừa, trụ cột của Inter Milan hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố thay thế hoàn hảo cho Sergio Busquets trong tương lai. Do đó, Barca rất muốn thuyết phục Brozovic gia nhập sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Tuy nhiên, do những khó khăn về mặt tài chính, Blaugrana không thể ngay lập tức hỏi mua cầu thủ người Croatia, mà thay vào đó họ muốn tiến hành thương vụ theo hình thức cho mượn trước khi tính đến chuyện chi ra một khoản phí chuyển nhượng ở phiên chợ hè. Real Madrid đang khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng ở giai đoạn hiện tại khi chưa đạt phong độ như kỳ vọng. Họ vừa để thua Barcelona 1-3 ở trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha và xếp sau chính địch thủ truyền kiếp trong cuộc đua vô địch quốc nội. Hàng phòng ngự của Los Blancos chưa cho thấy màn thể hiện tốt nhất và đây cũng là khu vực được ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu chú trọng nâng cấp. Theo nguồn tin của trang Defensa Central, Real Madrid đã dành sự quan tâm đến hậu vệ Juan Foy của Villarreal. Tháng 12 vừa qua, cầu thủ người Argentina đã được huấn luyện viên Lionel Scaloni triệu tập vào danh sách 25 gương mặt tham dự kỳ World Cup 2022 tại Qatar và anh đã cùng La Albiceleste đăng quang ngôi vô địch. Cựu tài năng Tottenham gây ấn tượng bởi lối chơi nhiệt huyết đa năng khi có thể thi đấu tốt trong cả hai vai trò hậu vệ phải lẫn trung vệ. Anh được trông đợi là phương án xoay tô hiệu quả với Dani Carvajal nơi hàng phòng ngự Real Madrid, đặc biệt khi Lucas Vazquez liên tục phải ngồi ngoài vì chấn thương và đứng trước viễn cảnh chia tay Los Blancos trong thời gian tới. Thông qua trang Twitter cá nhân, ký giả Fabrizio Romano cho biết Arsenal đang bắt đầu đàm phán với câu lạc bộ Real Valladolid về trường hợp của hậu vệ cánh phải Ivan Fresneda. Dù mới 18 tuổi nhưng Fresneda đã được trọng dụng ở Real Valladolid. Kể từ đầu mùa giải, anh được ra sân đá chính tổng cộng 7 lần ở La Liga. Hậu vệ người Tây Ban Nha đang là một trong những sao trẻ tiềm năng của La Liga với khả năng truyền giải và có kỹ thuật tốt. Ngoài ra, Fresneda được đánh giá là có tác động đến trận đấu ở cả hai đầu sân và là một người có khả năng tắc bóng chính xác, đồng thời sở hữu nguồn thể lực vô tận. Đây sẽ là mảnh ghép vô cùng phù hợp với lối chơi mà Arteta đang xây dựng ở Arsenal thời điểm hiện tại.
nhưng Arsenal không một mình một ngựa ở thương vụ này. Romano cho biết thêm đang có 3 câu lạc bộ muốn ký hợp đồng với Fresneda. Nếu muốn nhận được cái gật đầu từ Valladolid, Arsenal có thể sẽ phải tốn 26 triệu bảng cho sao trẻ này. Theo tờ The Guardian tiết lộ, tiền vệ Mason Mount chưa quyết định gia hạn hợp đồng, chỉ còn thời hạn 18 tháng với Chelsea. Ngay lập tức, Liverpool đã có những liên hệ với cầu thủ người Anh về việc chào mời anh về với sân Anfield. Với việc Chelsea chưa đáp ứng được những yêu cầu về lương của tiền vệ trưởng thành từ Copham, Mason Mount đang chờ đợi những lời đề nghị tốt hơn và The Blue tự tin với việc thuyết phục được cầu thủ 24 tuổi. Nhưng nếu như hai bên không đạt được thỏa thuận, Liverpool đang rất sẵn sàng để đưa tiền vệ người Anh cập bến sân Anfield. Bà lãnh đạo của The Reds tin rằng với sự xuất hiện của Mason Mount, họ sẽ giải quyết được bài toán ở hàng tiền vệ. Đương nhiên, The Blue chắc chắn không muốn mất đi con cưng của mình và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ chân cầu thủ trưởng thành từ chính lò Copham của họ. Hiện tại, Mao chỉ đang được nhận mức lương khá bèo bọt là 75.000 bảng Anh một tuần tại sân Stamford Bridge. Josip Juranovic đã tạo được ấn tượng tốt trên đất Qatar tại World Cup 2022. Anh góp phần giúp Croatia về vị trí thứ 3 ở giải đấu. Cầu thủ 27 tuổi cực kỳ nhanh nhẹn, khá chắc chắn trong các pha tác bóng và có khả năng trồng cánh rất tốt. Thời gian qua xuất hiện hàng loạt thông tin Manchester United, Chelsea, Barcelona hay Atletico Madrid muốn chiêu mộ Juranovic. Nhưng bến đỗ tiếp theo của hậu vệ này đã khiến dư luận cảm thấy bất ngờ. Cụ thể, theo Sky Sports, Union Berlin đã đồng ý một thỏa thuận trị giá tới 10 triệu bảng với Celtic cho Juranovic. Khoản phí ban đầu được tiết lộ là 7,5 triệu bảng cộng với các tiện ích bổ sung để cầu thủ người Croatia có thể đến Bundesliga chơi bóng. Celtic đã muốn giữ trụ cột ở lại Glasgow và tổ chức các cuộc đàm phán về thỏa thuận mới, sau cùng không xuất hiện bất cứ thỏa thuận thành công nào trước khi ngôi sao sinh năm 1995 lên đường tham dự World Cup ở Qatar. Fabio Silva chính là bản hợp đồng kỷ lục của bầy sói ở mùa giải 2020-2021. Cầu thủ sinh năm 2002 đã khiến Wolves phải tiêu tốn đến 40 triệu bảng để có được sự phục vụ của anh từ Porto. Nhưng tài năng của sao trẻ người Bồ Đào Nha thường được so sánh với Ronaldo đã không thi đấu như kỳ vọng. Sau 54 lần ra sân ở Ngoại Anh, tiền đạo này mới chỉ ghi được 4 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Điều đó khiến bà lãnh đạo của Wolverhampton quyết định để Fabio Silva đến Anderlecht dưới dạng cho mượn. Sau quãng thời gian chơi bóng tại Bỉ, tiền đạo này vẫn không lấy được lòng tin của ban huấn luyện bầy sói. Theo Fabrizio Romano, anh tiếp tục được đem cho mượn đến câu lạc bộ PSV Eindhoven với thời hạn là 6 tháng. Đây được coi là cơ hội để cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể thường xuyên ra sân và sớm phát triển được hết tiềm năng của mình. Đó là tất cả những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý có trong bản tin News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và dõi theo cùng bình luận viên Anh Quân. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của bản tin chuyển nhượng.